Dạo này cái màu trắng nó hot lại hả ta? Sao thấy ai đến shop cũng đổi dáng màu trắng hết vậy? Hello mọi người, lại là em đây và hôm nay em sẽ đem đến cho mọi người một Ambition đời 2023 màu đỏ đô. Đến để canh xe cầu dốc để dán đổi màu trắng cam mây nha mọi người. Xe này khách đi mới có 3.000 mấy cây thôi là khách đã qua shop mình đổi màu trắng cam mây rồi nha. Là biết cái độ hot nó cỡ nào rồi đó. Người thi công tháo xe này chính là hàng fan vui vẻ của shop mình nha anh em. Bây giờ là mình sẽ tiến hành tháo ra nha anh em. Thì chỉ mới tháo phần đầu ra thì anh chị em cũng đã thấy thì phần sườn mình nó rất cát đang bám rất là nhiều luôn nha. Nhưng không sao nha anh chị em ơi, khi qua shop dán đổi màu sẽ được miễn phí rửa full xe chi tiết từ trong ra ngoài nên anh chị em cứ yên tâm nha. Rồi bây giờ sẽ tiến hành là lên một cái màu trắng cam mây lấp lánh lên cho em Vision màu đỏ này nha anh em. Đề can bên shop mình nó rất là xịn sò luôn nha. Mình có nói ở những clip trước cho anh em biết rồi đó, thì dòng đề can này là dòng đề can nhập khẩu cao cấp với độ bền cực kỳ là cao. Anh em dán lên xe có lỗ thoát khí nha. Dán lên từ 2 tới 3 năm mà tháo ra vẫn không ảnh hưởng gì đến lớp sơn zin bao luôn nha anh em. Đã vậy những anh em thợ dán còn nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, dán cực kỳ là tỉ mỉ và cẩn thận, và những phần mí là mình sẽ ốp vào phần trong dàn áo sẽ tạo sự liền lạc và giống như sơn nhất có thể. Chớp mắt một cái là dàn áo cũng đã dán xong rồi nha anh em ơi. Và đây là thành phẩm sau và giờ anh em thợ dán miệt mài và cẩn thận luôn nha anh em. Còn bây giờ thì mình gắp lên xe và quay cho anh chị xem cái intro thôi. Thì anh chị em nào biết thêm chi tiết về dán đề can đổi màu và những cái dòng màu có tại shop á thì cứ nhắn vào đây giúp mình nha. Mọi ý kiến đóng góp của anh chị em thì comment dưới phần bình luận giúp em nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào clip sau nhé. Come down, only as you reach out.